cùng dự giờ rất hoan nghênh tham dự lễ chào đón các cô. Trong bài học trước thì các bạn đã được học về tôm và cua. Bây giờ một bạn hãy kể cho cả lớp mình cùng nghe xem cơ thể của tôm và cua gồm có những bộ phận nào. Cùng mời bạn đi ạ. Em cua. Cơ thể cua có 10 lớp mai cứng, 2 càng và 6 chân. Còn tôm thì có 2 râu. Bạn nào có thể kể bổ sung cho bạn được không? Tôm và cua đều có chân, có càng. Có điểm giống nhau là đều có một lớp vỏ bọc cứng và đều có 6 chân. Còn điểm khác nhau là tôm thì có 2 cái râu ở trên đầu và cua thì không có. Và hôm nay cô sẽ giới thiệu các bạn một loài động vật khác nữa, đó là loài cá. Trước khi tìm hiểu về loài cá, cô mời các bạn sẽ cùng nhau hát bài cá bằng bơi nhé. Mời bạn cô biết. Hai bay xinh xinh hai bạn. Trưởng và thư ký. Nhóm trưởng sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn các bạn thảo luận và thống nhất ý kiến về mô tả những hiểu biết của nhóm về cá. Sau đó các bạn trình bày thành bài vẽ của nhóm. Ta sẽ thi đua xem là nhóm nào thực hiện được nhanh và có những hiểu biết rất là rộng nhé.
đầu mình và đuôi. Bây giờ các bạn chú ý nhìn lên cả bốn bài vẽ của bốn nhóm và các bạn quan sát cho cô tìm những cái điểm chung mà các bạn cùng mô tả những điều kiện của mình về cá ở trong bài vẽ này. Thank you.
này, hay còn gọi là thức ăn, hay dùng để trang trí. Rồi, cảm ơn các bạn. Thế bây giờ để tìm hiểu xem là cá sống ở đâu và nó cư xử ra làm sao thì một bạn đưa cho cô một câu hỏi chung để chúng ta tìm hiểu nào. Thank you.
nên người ta còn gọi cá là động vật có xương sống. Thứ nhất là cơ thể cá gồm có các bộ phận chính mà chúng ta quan sát được ở bên ngoài có đầu này. Các bạn nhóm một chú ý nhá, mình hay chúng ta còn gọi là thân. Các bạn không nói theo mang đây đuôi và toàn thân thường có vây bao phủ. Toàn thân thường có vảy bao phủ. Tại sao lại nói thường có vảy bao phủ? Bởi vì như chúng ta đã quan sát, có một số loài cá cũng không có vảy mà cũng chỉ có da trơn thôi. Nhưng mà những loài cá da trơn thì thường không nhiều, mà chủ yếu là có vảy nhiều hơn. Và chúng ta còn biết thêm một điều nữa, cá là động vật có xương sống. Bạn Ngô Hoàng ơi, vậy chúng ta đã tìm hiểu được xong về các bộ phận cơ bản của cá. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp rằng là cá thẳng và di chuyển bằng cách nào. Cô lại mời các nhóm tiếp tục báo cáo nào. Mời nhóm 4 nào. Em thưa cô, dự đoán của em là đuôi nào, đến câu hỏi thứ 2 chưa bạn? Cá thở và di chuyển bằng các bộ phận nào? Cá thở và di chuyển bằng đuôi, vây và vảy. Bằng đuôi, vây và vảy. Rồi, cô mời nhóm 2 nào. À, nhóm 3 nào. Thưa cô, là cá thở bằng mang, bằng miệng, di chuyển bằng vây và đuôi ạ. Còn nhóm nào có ý kiến khác nữa không? À, câu hỏi là nhóm 3 nhé. Các bạn thấy cá di chuyển bằng vây và đuôi, nó có giống với tôm và cua không nhỉ? Nhóm 3 nào, nó có di chuyển giống không? Thưa cô là không. Vì sao nhỉ? Cô vì tôm và cua nó có gì? Nó có càng ạ. Càng là gì? Càng là chân. À rồi, thì cá có chân không? Cho cô là cá không có chân. À vậy nó di chuyển bằng cách nào? Nó di chuyển bằng cách dùng vây và đuôi để làm được ạ. À rồi, bạn đã đi theo nên nhóm 3 nào. Còn nhóm nào có ý kiến thêm nữa không? Rồi, như vậy chúng ta thống nhất ý kiến cá thở bằng miệng và mang. Cơ bản nó sống ở dưới nước cho nên là nó thở chính bằng mang và nó di chuyển bằng vây và đuôi. Bạn chú ý nhé. Khi cô ghi bảng, các bạn cũng bổ sung vào phiếu kết quả của mình nhé. Vì nó không có chân cho nên là nó chỉ di chuyển bằng cách nó uốn mình và hai vây ở phía trước dưới bụng nó giống như hai mái chèo bơi đưa cá tiến hoặc là lùi, còn đuôi có tác dụng giống như bánh lái để điều chỉnh cho cá đi đúng hướng. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cá thở và di chuyển bằng các bộ phận nào. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục báo cáo kết quả cho câu hỏi thứ 3. Cô mời bạn nêu câu hỏi và bạn Thanh Linh. Câu hỏi thứ 3 là cá sống ở đâu? Chúng dùng để làm gì? Rồi, cô mời các bạn không bỏ lại cái chi nào. Thế là cô là cá sống ở cái nước chúng ta được làm cảnh và thức ăn ạ. Cá sống nước được làm cảnh và thức ăn. Cô thấy các bạn nhóm 2 với cái bổ sung. Cá sống ở dưới nước và cá có ở lòng cá sống
thì thêm bạn thân anh nào. Như vậy chúng ta thấy là cơ bản cá sống ở dưới nước, và môi trường nước thì chia ra làm hai loại, đó là môi trường nước mặn và môi trường nước ngọt, đúng không? Môi trường nước mặn là môi trường nước biển, cá sống ở biển chúng ta thường gọi là nước mặn, và cá sống ở ao, hồ, sông, ngòi là những môi trường nước ngọt, cho nên chúng ta thường gọi là cá nước ngọt. Như vậy cơ bản kiến thức chúng ta phải nhớ cho cô là cá sống dưới nước. Thank you.
bằng lưới này, rồi câu cá vân vân. Thì bây giờ ta thấy là những sản phẩm cá ta đánh bắt về được thì ta phải chế biến đúng không? Bạn kể cùng bạn chế biến cá này em biết không? Em chưa có câu trả lời của em. Thưa cô, có thể là cá rán, cá hấp ạ. Rồi, cô mời lại vào đây. Thưa cô, có thể là cá chiên hoặc là trao. Thế thì chúng ta với những cái loài cá mà ở biển này người ta vừa đánh bắt về để muốn bảo quản thì chúng ta phải làm gì? Em thưa cô là chúng ta phải cho vào ngăn đá để đông lại. Rồi, cảm ơn các bạn. Như vậy là một số hoạt động chế biến cá cơ bản ta chế biến cá để làm ăn, có thể nếu đi để lâu chuyển vận chuyển xa thì người ta có thể cho cá hoạt động lạnh hoặc là chế biến cá hộp vân vân, đấy chính là dân và ta đã thực hiện trong các cái hoạt động công nghiệp để chúng ta chuyển cá đi xa hơn đến tận tay người dùng. Thì qua ngày hôm nay thì chúng ta đã tìm hiểu những kiến thức về cá. Bây giờ cô muốn biết là nhóm bạn đối chiếu với kết quả ban đầu ta đã bổ sung được thêm những kiến thức gì? Mời em. Em thưa cô là qua bài học này, anh biết là cá hộp có các bộ phận gì và sống ở đâu và chúng tôi là làm gì và bây giờ cô muốn bạn cô hỏi kể lại cho cả lớp mình cùng nghe xem là cá cá hộp có những bộ phận nào. Em thưa cô là cơ thể cá hộp có những bộ phận đầu, mình, đuôi, vây, vẩy, mang, có mắt. Cô mời bạn ra đây nào. Cảm ơn. Như vậy là các bạn đã bổ sung được những ý kiến và những kiến thức để chúng ta có thể tham gia sau này trong khi chúng ta đang học. Bây giờ tôi có một bức ảnh về cá và mình muốn một bạn sẽ lên trình và cũng nhìn cùng rõ đến năm bộ phận của cá nhé. Các bạn chú ý nhé. Có thân, có mắt, có đầu, có vây, có vảy và vảy là cánh mang. Chú ý anh hay vảy là gì? Vỏ. Các bạn là bên dưới thì không biết là gì? Bên dưới. Nhóm 4. Là cá lớp mình dành cho bạn Khánh Linh một tràng pháo tay ạ.